nhất thì tôi nói nay 24 tháng chín chủ đề là sáng tạo, sáng tạo sử dụng AI. Sáng tạo là quan trọng khi chúng ta học tập ngôn ngữ, ví dụ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn. Chúng ta có thể sử dụng AI để có sáng tạo. Sáng tạo là quan trọng. AI sáng tạo là quan trọng. Sử dụng AI. Phương pháp này sáng tạo AI có thể giúp chúng ta có sáng tạo AI. AI có thể giúp chúng ta có sáng tạo khi chúng ta sử dụng AI. Sáng tạo là quan trọng. Tại sao sáng tạo là quan trọng để trao đổi ngôn ngữ trực tuyến với đối tác ngôn ngữ? Sáng tạo là quan trọng. Quan trọng khi chúng ta học tiếng tiếng Việt, tôi có thể tìm từ vựng cao cao chuẩn sử dụng AI để sử dụng AI. Đối là phương pháp này là sáng tạo để học tập nhiều hơn. Khi tôi học tiếng Việt, tôi sử dụng AI để có sáng tạo, có cao tư vấn. Nên tôi có thể học tập bôi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Tôi tắt sang nông nữ nên thôi có thể nhỏ học tập khi chúng ta học tập tôi có thể luyện tập bồi phương pháp sáng tạo tốt nhất. Tôi có thể phương pháp sáng tạo, tôi có thể sử dụng phương pháp sáng tạo khi tôi học tiếng Việt. Tôi là phương pháp tốt nhất. Sáng tạo là sáng tạo là quan trọng thì chúng ta học tập nếu như đặc biệt là phát âm là quan trọng tôi đang nói giống nói nhắc gì giống nói vang tiếng Việt. Cố gắng
12 mỗi nắp cái chỗ ngồi này 24 tăng trình sang tàu và sử dụng AI. Sang tàu là yếu tố vẫn còn tin chúng ta học tới đặc biệt là kỳ hút nước nữ thiên à thiên à thiên à thiên à sang tàu cho chúng ta phát triển chứ vài cái thiên kỹ năng sư sang tàu không chỉ quan trọng hơn nghĩ thuyết mà còn trong học tập và trao đổi thông tin. Bay tại sao sang tàu lại quan trọng? Khi chúng ta sang tàu, chúng ta có thể khám phá những các mô để học tập và kiến thức. Sang tàu cho phép chúng ta tìm ra những phương pháp nghiên cứu hiệu quả hơn. Chuyện căng thẳng và áp lực trong học tập ví dụ khi học ngôn ngữ chúng ta có thể sử dụng AI để tìm tư vấn cao xuất khẩu và các tài liệu tham khảo khác một cách nhanh chóng AI đóng vai trò hỗ trợ trong việc sáng tạo giúp chúng ta tiếp tục các nhiệm những tài liệu mà chúng ta có thể cố trình chúng ta có thể yêu cầu AI cung cấp danh sách chữ phúc cố ý cầu vấn thư đồ chứng minh xe kiến thức ví dụ tôi có thể yêu cầu AI hay cho tôi 10 thứ về trên nhận và AI sẽ cung cấp những thứ đồ này lập tức sau đó tôi có thể yêu cầu hay số thôi 10 câu sử dụng những thứ này và AI cũng có thể làm thứ đồ sử dụng AI trong học tập không chỉ thêm thêm tôi giản mà không xếp tôi sáng tạo hôn trọng bất kể tình sự và cảm thán nhỏ vào AI tôi có thể học hỏi mỗi các kết quả và tư duy hơn không chỉ tương lai ở việc chi nhớ mai mốt mà không có thể chứ đổ sang tàu với kiến thức mà tôi có tóm lại sang tàu là chưa can thiệp trong quá trình phức tạp và AI là công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ chúng ta số biết này chúng ta có thể sử dụng AI để nâng cao kỹ năng và khám phá các kia các mối cho việc hỗ trợ nên hiệu quả và không phù hợp. Xong.